yogurt, năng lượng xanh lành, thêm cân bằng cuộc sống. Vế dầu. Bạn Quỳnh Hưng. 5 4 3 à, em muốn hét lên cho họ nói nhớ. Nhớ ai? Cho bay đi những tháng năm cho Bích Phương. Bích Phương. Quá dễ. Đó, đưa đi, đưa đi, đi đu, đưa đi. Bao nhiêu ngày tháng gần cả năm trời chúng tôi làm việc chung và tối ngủ với nhau, ăn với nhau, rồi hát những bài đó với nhau. Nhớ mà ồn quá không có nghĩ kịp. Đâu? Thôi em bảo em có quả là, anh xa nhớ anh có. Đúng. Sao không hát? Anh sẽ bị ồn quá. Không có quả. Ồn. Biến tướng Kiệt. Năm. Bốn. Hai, một, ca là bài nào cũng được hết trơn á. Anh đã bị biến chạy luôn. Đi hết rồi. Cho nên xin cho nó cơ hội đi anh. Sao vậy? Thôi, đỡ ca sĩ. Hạnh phúc vợ chồng không cơ hội. Rồi, như vậy là tới buông ca là cũng thua nè. Ôi, còn chưa chơi, còn chưa được chơi lần một nữa. Lần hai cái họ nhất quá, chưa kịp chơi nữa. Dễ cho chồng em, à. Dễ nhất rồi. Bây giờ biết chương trình sẽ đưa mình đi đâu nhưng mà chắc chắn phải là chỗ đẹp, bởi vì Phú Yên là toàn cảnh đẹp thôi. Đúng rồi, đẹp ghê hồn lắm. Đúng rồi. Có một cái đường ven biển mà từ trên cao đi xuống ngay giữa cái vách núi đó. Tôi lấy hoa vàng trên Phú Yên đó là bà đó đó. Thôi vậy chỉ có xa xanh thôi. Lỡ Phú Yên. Lỡ Phú Yên. Lỡ Phú Yên. Có bao giờ biết nghe không? Có hát cho bao nghe không? Không. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Hát vô luôn em, vô luôn, vô luôn. Thấy lặng lẽ bên sao hè. Tôi thấy ngày ấy vừa đến đây. Thôi khoan, Buka. Là em cố tình em hát dở đẹp vậy. Kinh chá nhở. Kinh chá nhở. Hỏi đau quá. Không có trả lời sao luôn á. Tôi nói cho Kylie biết là Buka có một cái khả năng là không thể nào một bài hát nào đó mà bốn nốt hát được. Một nốt thứ năm là sai. Thiệt luôn á Buka. Cái này về chuyên môn âm nhạc người ta bảo là âm. Nhưng mà trong lòng em nghĩ là em hát giống ca sĩ á. Mà âm biết luôn. Trong lòng con nghĩ con hát giống ca sĩ. Ca sĩ nào? Ý là tất cả mọi bài hát là em giống hết luôn. Ví dụ bài Hoa Giấy là con sẽ hát giống ca sĩ. Đào hát Hoa Giấy coi. Đào hát Hoa Giấy coi. Hoa giấy giật trên bàn tay. Không bao giờ mà năng nốt mà đúng được. Ca sĩ nghe hát bài của Hưng. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp. Thứ tư là mày giỏi lắm rồi, qua đó thứ nào nó đào nước lại. Em hát cái chị muốn vô chị tự dislike em đi ghê luôn. Ok. Nhưng mà tại vì thôi thôi không, nhưng mà hay chứ. Em không, em hát dở vậy nhưng mà em biết cái nhịp để em diễn kịch là hay rồi đó. Nếu liên quan cái nhịp em biết không. Em không biết cái tông thôi. Phải biết nhịp chứ. Anh Tuấn biết nhịp, nhảy được, biết đúng nhịp. Nhưng mà hát không đúng. Vậy là em bị điếc hay sao? Em biết tông rồi. Đó là Buka là không có một cái sự cảm âm luôn á. Không cảm âm được. Bây giờ sẵn mình hát rồi, mình về chơi hát luôn. Chỉ ai thì đó hát bài hit của ca sĩ đó. Ra bây giờ con số nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Hả? Không được nhắc. Không được nhắc. Không được nhắc. Không được nhắc. Đâu hả? Đâu một lời. Cũng phải được một hai câu chứ. Anh mà chơi thắng thua phải làm sao? Đủ hát bài hit của ca sĩ. Bây giờ đây này, bây giờ đây là một cái nội dung riêng mình chơi không? Ai thua?
nếu như cái người của đội nào mà sau vài lượt chơi mà thua thì tối nay nếu đội đó thắng thì phải nhường cho đội này vừa ở ngủ ngon. Thôi, chơi vậy. Em thấy hợp lý á. Em chơi mình em luôn. Chơi là chơi cả chương trình. Nhường món ăn đi anh, nhường món ăn trưa đi. Tôi ok chơi luôn. Thôi món ăn trưa chơi chương trình thôi gì. À, ở đây người ta có những chỗ bán đồ ăn rất ngon, đặt một mớ nước gì cho cả đoàn uống. Đúng rồi, ok. Bán đồ ăn rất ngon mà đặt nước vậy. Ví dụ như là một ly nước là khoảng năm 20.000 đi, thì đặt hết cả đoàn. Thế nhở? Nguyên cái đội đó lo mà, chứ phải một người lo đâu. Ok. Cố lên đi. Ai mua sầu riêng con, ai mua sầu riêng. Hay quá. Ai dừng chân ghé quán em. Em đấy chỉ bán sầu riêng, nhưng em không bán tình kiếm. Hay quá. Đúng là ca sĩ trẻ. Con hát. Thẳng tay chưa? Rồi chúc Minh Dương. Toàn sùng. Tôi đã đi mũi lại. Đáng có lại thấy là thật với Minh Dương đó. Sao mà ác quá vậy trời. Thôi, bây giờ ta có Mỹ Châu thì được. Bây giờ tôi hỏi nè, rành khu vực nào? Ta chỉ trẻ hay là bài hit hay gì để tôi biết? Thôi, không hay là thế giới V-pop? Cái bài thời... Phúc thôi. Thế giới V-pop okay, là ok, thế giới V-pop nha. Rồi. Thế giới V-pop. 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 Rồi, ok. Tê. Quá dễ. Năm. Bốn. Ba. Từ từ, anh vậy đó. Quá dễ. Kết hợp với lại sau này kết hợp với lại anh đúng không Phúc? Ở đây có taxi ha. Ba. Taxi. Hãy cho tôi đến với tôi đừng buồn. Hãy cho tôi đến với tôi đừng buồn. Gốc phố nơi anh hẹn. Đâu nhìn sao? Cây ngọc lên tòa bóng ca sĩ ta hay quá trời. Tòa hương bát ngát. Rồi quá dễ. Hay quá. Bây giờ là Minh đấu hồi nãy là Minh đấu mình test bị tâm đúng không? Em có muốn vô hội 50 ly chúng chị không? Hôn không ha? Rồi. Nào. Giờ thôi không nhắc nữa. Bốn. Ơi. Đúng rồi. Ba. Nó biết rồi nó không biết à? Ủa nó biết rồi nó không biết à? 50 ly. Mới chứ là em. Mới luôn nè. Một. Hết giờ rồi. Còn cô lên trên sofa. Sao hôm nay nhiều anh ta hả? Quá trời. Rồi rồi anh mới diện lên cho em. Bích Phương. Quá dễ. Bao nhiêu ngày tháng gần cứ 5 giờ chúng tôi làm việc chung và tối ngủ với nhau, ăn với nhau và hát những bài đó với nhau. Nhớ bà ồn quá, không có nghĩ kìa. Đâu? Thôi em hả? Em có quả. Anh xa nhớ, anh có. Đúng. Sao không hát? Anh sẽ bị ồn quá. Không có quả. Ồn. Bớt biết ngay nè. Vậy tại sao hai bài đó mà chỉ hát bài đó? Quên. Đi đu đưa đi đu đu. Anh xa nữa rồi. Đi đu đu đi đu đu. Đi đu đi
đi, đu 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 đu. Trời ơi, thì anh nhớ bài cá mập con đu 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 đu. Tự nhiên nhớ tới cái bài đó, ngộ trời ơi, nãy giờ vẽ không mà chưa tới được vị trí bên đây luôn. Mà đã 150 ly rồi. Trời ơi, thôi cho anh 10 giây đi anh ơi. Em đã 50 ly rồi, em skip được không? Skip em luôn được không? Đâu, bạn chơi với 50 ly chắc chắn. Em biết đâu chỉ 100 ly sao? Mỹ Tâm. Ước gì anh ở đây giờ này. Ok, quá dễ không? Dạ. Đúng chưa? Díu đi anh, díu đi anh. Díu đi anh. Ủa sao cứ díu em hoài vậy? Eric. Cái gì 5 4 bao về người ấy cũng không xong. Mà về người ấy cũng không xong. Lỡ lần về ai không. Thế thì còn xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người làm tổn thương đến trái tim em như anh là từng như thế. Chứ còn cỡ như mấy chị lớn thì dạ sao không biết à. Tự nhiên sao vậy, tới em anh chơi tới con lại thấy. Tại vì có kinh nghiệm. Rồi tới Chris nè. Đức Phúc. 5 4 3 2 1 hết giờ. 50 ly. Rồi rồi. I'll be by your side. Rồi rồi. I'll be by your side. 50 ly rồi, chạy đi, chạy. Con em tôi là con em. Cái yêu á. Con em là cứ đi vô đầu mình á. Thôi kệ đi. Trời ơi con nhỏ này mới hay nè. Anh chỉ có là bài nào cũng được. Chết đó. Rồi để thôi. Viên Tuấn Kiệt. 5 4 đừng đi giờ nín không em bắt chậm con hát được. 2 1 hạnh phúc vợ chồng không có hội. Rồi như vậy là tới Buka là cũng thua nè. Ôi con chưa chơi, con chưa được chơi lần 1 nữa. Lần 2 cái hội nhất vương chưa kịp chơi. Dễ cho là chồng em đã dễ nhất rồi. Thôi Quỳnh Hưng. 5 4 3 em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ. Nhớ ai? Cho bay đi những tháng năm nhớ chồng. Rồi như vậy là thành công. Một người nữa đi. Hả? Một người nữa cho em thể hiện á. À ok. Nãy giờ chưa thể hiện vậy. Chưa được chơi. Cho con khó xíu. Thì ông Nhung. Ca sĩ Hoàng Vũ. Bye. Ca sĩ Hoàng Vũ. Thôi vậy vậy. 365 Bông bàn bàn lên. Chi ông 666. Nhớ chi ông 666. Nhớ mẹ. Bao mèo ờ. Bao mèo. Mẹ yêu ra chơi con trong bao nhiêu khó nhỉ? Sao hỏi tới vậy? Anh ơi, hát nhiều quá, phạt. Phạt đó. Đầu tiên là kiểu tướng 50 ly. Không, em hết rồi. Chị Nam Thư. Dạ đúng. Nam Thư cái này biết phạt. Đúng rồi. Em đỡ quá. 4 người là đủ 200 ly cho đời mình. Cảm ơn. Thiệt vời. Cảm ơn. 50 ly này em. Đúng rồi chị ơi, chị không biết luật. Em có em chị không? Không, em cố gắng lắm. Chị phải biết luật chứ. Rồi, chị chơi mà chị biết luật. Nãy giờ tôi chưa đố hả? Em làm gì thất trọng? Tôi chưa đố hả? Châu Gia Kiệt đồ là đúng rồi, trời ơi. Châu Gia Kiệt khỏi chà đi chai Kim rồi đó. Dĩnh hay Kim là ngày xưa là gì đó? Người yêu ơi, anh muốn cùng em thì câu chung thủy rồi đó. Không ai đối lòng. Trời, tôi một kho. Kim Anh rồi đó. Kim Anh là tha người đứng. Vậy tôi đố nè. Anh thì phải chơi hai bên đó, bên này hát xong chỉ bên này nó mới khó, nó tiêu diệt bên đấy, tôi chọn ca sĩ khó. Lát nữa mình chơi tiếp. Đây là có tập 1 thôi mọi người ạ, lát chỉ có tập 2. Khi chúng tôi di chuyển qua tập 2 là mình sẽ chia ra là battle với nhau. Để chỉ đúng rồi. Anh ơi, em hết tiền xô rồi. Đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Hai người thấy sao về sự kết hợp đội hình này? Quá nhịp nhàng. Em thấy ổn á. Thiệt thật là ổn. Ổn.
anh em mà hiểu ý nhau á. Quá trời hay luôn á. À, mà kiểu đồng lòng á. Thiệt mà chơi mạnh nữa. Đúng rồi, anh em tụi em mà kiểu bất khả chiến bại. Tức là hai tụi mình cộng lại là 5 nắm cái quan cả hai đứa luôn. Đúng rồi, đi một cặp luôn. Vậy anh điểm mạnh cặp gì là gì ạ? À, điểm mạnh chúng tôi là niềm tin thôi. Đúng, tụi em cũng biết không bỏ cuộc mà. Dù thua nhưng mà chúng tôi vẫn phải về đích. Đúng. Làm hết mình thôi, tụi em vẫn có đánh nền lên đánh lên. Cười thôi. Thực sự cười. Cười. Giờ ngồi sắc dầu rồi. Ngoài đời mình có thân thiết và có kỷ niệm vui nào không ạ? Dạ không chị. Không có luôn. Hai anh em bình thường. Anh em tụi em gần như không nói chuyện luôn mà. Ít gặp nhau nữa. Dạ. Hầu như luôn. Mà cũng không thân luôn. Lần đầu luôn á. Dạ. Hai anh em nói chuyện luôn rồi. Em hả? Em Ngọc Phước. Ờ Phước, ờ Phước đó. Bữa anh mở quán cà phê tên gì? Quên luôn. Bên đây đó. Bên đây đó. Đó kiểu vậy á chị. Có quan hệ nó chóng bánh lắm. Mới biết hôm nay nè. Tính mới biết là cũng được 8 tiếng. Hôm qua, khi được hỏi về lựa chọn bắt cặp chia đội, Ngọc Phước đã chọn Hiếu thứ hai mà không chọn anh Huy. Em tồi, em tệ. Tại vì không phải. Em. Anh nghe giải thích, anh nghe giải thích. Em. Không phải. Hồi đầu ở trong đầu em đi nè. Bây giờ là anh Huy. Trong đầu em không bao giờ có Hiếu. Thực sự mà nói. Wow. Tại vì Hiếu mà em không vươn tới được. Wow. Đó là một cái vấn đề khác. Ngon gõ ven cái đường sao vớt được bay đúng không? Đúng rồi. Em mới nói là nè, thôi chọn anh Huy đi. Cái mọi người nói là thôi anh Huy xui lắm. Okay. Em cũng sợ mà. Mọi cảnh báo gì mà ngủ khổ. Mà em ăn uống khó khăn lắm cho nên em sợ ngủ khổ. Cái em nói trời sao kỳ vậy. Em thấy bình thường anh Huy là tuyệt vời lắm á. Anh rồi. Huy trong lòng em mà. Hồi xưa em là khán giả nhí của anh mà. Ờ trời. Em coi mà trên mạng rồi đó, TV rồi đó là mê lắm. Em coi anh Huy là trong bụng mẹ là em là lúc mà đẻ em ra là em đâu có bên đoạn kia là đã kia gần được rồi, tin rồi. Em kêu là anh Huy rồi mà. Thấy ghê. Bắp quỷ cái gì mà tao mua mẹ kia không. Còn Phước cho dù bị danh mất Hiếu thì lựa chọn thứ hai của Phước cũng là anh Kiều Minh Tuấn. Em không phải, anh nghe giải thích nè. Không phải, em biết là từ đầu game đến bây giờ, mùa 2 bây giờ anh chưa một lần ngủ khổ. Anh vừa rồi chỉ là chấp thôi. Chấp thôi đúng không? Tại vì thật sự mình thắng lại đầu, mình thắng từ đầu đến cuối hoài, mình bị chém một màu á. Dạ. Anh chấp thôi. Nhưng hôm nay quyết định là anh ngủ khổ. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Anh mới là điểm nhấn chương trình. Em đỡ đợi luôn, giờ đỡ đợi kìa. Em hỏi bé đi, anh chơi game thắng hoài à. Đó được. Vậy mà mấy chị đồ. Em vừa đi đường, em nghe anh nói câu gì vậy? Anh chơi luôn thắng mà. Vậy hả? Tại vì những cái thua là cố tình làm cho nó gọi là chương trình nó. Đúng rồi. Nó có cái chứ, là social luôn. Chứ anh out trình lắm, thật sự. Out trình lắm. Out trình lắm. Là anh out luôn á, là anh out luôn á. Mình đừng có ăn bài quá khứ lên nha. Hello. Anh Giang có hài lòng về đội của mình hôm nay không? Thật sự thất vọng. Ở ngoài đời là tôi rất là hay gọi điện thăm Nguyễn Huy, phải gọi là gọi video call thăm rồi gửi đồ ăn rồi chăm lo sức khỏe rồi. Nhưng mà trong cuộc sống của những người làm nghệ thuật thì tôi xếp Huy ở cuối cùng. Thôi anh. Thật sự thất vọng. Về sức khỏe tôi cũng thấy yếu. Về chơi trò chơi cũng thấy yếu. Cứ ngủ là giỏi thôi. Từ đầu anh ấy lựa chọn đội anh thấy được một cái màu sắc riêng rồi. Màu thua hả? Còn về bạn cặp của hai của chú như thế sao rồi chị? Dạ thì đến bây giờ thì tôi biết mà đó là một dạng bệnh viện đa khoa đủ thứ bệnh rồi. Hồi nãy lúc tôi gần về tôi nhảy ghê không, tôi càng cố gắng thì bả càng trì trệ nên đó là một điều thất bại. Hơi là lần thứ hai là tôi gồng tôi kéo gặp giò bả luôn. Bả nói nhỏ anh em quên phải nhảy sao rồi. Trời ơi kêu chơi mà quên. Lúc đầu em đã tính Phước là tính chiến thuật đó là tụi em sẽ kìm chân con kình ngư lại cho mọi người chạy về. Kình ngư là con nào? Ngư, mò tôm. Tụi em là siết khóa những cái đồ MMA của em đã dùng hết rồi đó. Ừ. Mà bố em quên được chơi. Quá tuyệt vời. Em quên mới mang cờ về. Nói chung hôm nay là trời xanh một cặp đấy đó. Quá đẹp. Ủa là bị giải đâu ta? Bỏ về đi anh ơi. Chưa có rồi quá. Thì tôi qua tôi coi thử tình hình chắc. Mà bỏ ra tối nay mình chơi gì chơi mình quay vô cùng một dạng với vui. Em nghĩ Hiếu dơ vậy, dơ vậy hả? Hồi lúc mới vô nó cũng ấy lắm, cũng chơi đàng hoàng. Tụi anh dạy nó vậy đó. Mặt tôi vậy mà còn dẫm ba hồng làm cái gì? Hiếu, qua đây. Trời ơi. Đi vòng qua đây. Không nghĩ là. Ngồi xuống đây. Ngồi bên cạnh chị già. Em đã làm gì mà chị già hoang tàn như thế này? I'm okay, I'm fine. Kinchana, Kinchana, ting 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 ting. Đâu chị nhìn đi y chang lúc mới vô luôn. Ủa làm gì hoang tàn từ đầu hả? Y chang lúc mới vô là từ đầu chứ thấy ghê vậy. Là hoang tàn từ đầu á. Nó chơi chữ ghê quá. Lúc đầu già nói tôi là em có cảm tình với Hiếu đó, em thương, anh thấy Hiếu là người có học thức. Kiểu dễ thương hiền hậu. Đàng hoàng có học thức. Không có giờ nó nãy giờ dạ em không ngờ nó vô học như vậy. Không có. Không ngờ nó vô lại như vậy.
Bị sốc á, em không nghĩ là đàn em mà lớn hơn con em có 11 tuổi. Mà khi mà phụ nữ mà gục ngã thì sao? Thì đó, đó cầm một bờ vai đó. Nghĩa là cái mặt người ta vậy mà rồi mà ẩn ẩn xuống ẩn xuống chơi xong một cuộc chơi chị dạ với bà ngoại hiếu rồi lỗ tai rồi đó giờ móc ra đi không, giờ đâu có ghen gì đâu không. Giờ lùng bùng với lỗ tai rồi. Không phải tại em đâu, tại lúc đầu á là em cũng giữ khoảng cách lắm mà chị cứ là chị không em cuối, cái điểm đến chính nha. Hồi nãy là tại Dương Lâm, Dương Lâm ở phía dưới đây nè, Dương Lâm kêu đè đâu chị dạ xuống, chị dạ thích đè đâu chị dạ xuống, xong cái hiếu là, à, là chưa cởi cổ á. Em tưởng chị thích thiệt. Mà là Lâm với Dạ với Hiếu làm việc với nhau chưa ta? Chưa. Giờ, lần đầu tiên mà vậy luôn, khóc khóc liền vậy luôn. Nghĩa là hồi nãy á, nghĩa là dưới trên cái lớp mâm, trên cái mâm là đã có một lớp bột rồi mà em còn nghe một cái con. Cái bon. Mà cái bon là một cái âm thanh do một cái gì đó đụng vô. Đúng rồi, mà cái đồ bằng lớp bột dày khoảng 5 phân rồi mà còn nghe cái bon. Là anh biết cái lực của Hiếu đặt cái đầu em mạnh. Không có tiếng chung chung á. Tiếng chung này tỉnh, tỉnh vậy đó. Tỉnh em á Hiếu. Đau. Tại đau ở đây ít nhưng mà đau ở đây nhiều. Tại vì Hiếu mình bị xuất phát á. Đi mình đó hả? Không em đau phổi. Chào mừng các bạn đang đến với của kênh Diệu Lâm Official. Với Diệu Lâm, chào mừng các bạn đang đến với kênh Diệu Lâm Official. Official. Này 2 3. Who is that? Hãy cho một cái tên.